Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch sẽ chia sẻ đến quý vị về tiểu bang Oklahoma. Tiểu bang Oklahoma tọa lạc tại miền Nam Hoa Kỳ, phía Nam và phía Tây tiếp giáp với tiểu bang Texas, phía Bắc tiếp giáp với tiểu bang Kansas, phía Đông Bắc tiếp giáp với tiểu bang Missouri, phía Đông tiếp giáp với tiểu bang Arkansas, phía Tây tiếp giáp tiểu bang New Mexico, phía Tây Bắc tiếp giáp với tiểu bang Colorado. Về khí hậu, tiểu bang Oklahoma có 4 mùa xuân hạ thu đông, là một tiểu bang nhiều mưa bão. Miền đông của tiểu bang có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nhưng miền tây của tiểu bang lại có khí hậu ôn đới bán khô hạn. Khí hậu của Oklahoma tương đối khắc nghiệt, mùa hè nóng và oi bức, nhiệt độ có thể lên đến hơn 100 độ F. Mùa đông rất lạnh, nhiều tuyết và gió, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ F. Phần lớn tiểu bang nằm trên đường đi của lốc xoáy, kéo dài từ tiểu bang South Dakota đến tiểu bang Texas, nơi thường xuyên xảy ra những trận lốc xoáy dữ dội. Trung bình, tiểu bang Oklahoma có 54 cơn lốc xoáy hàng năm. Oklahoma là tiểu bang rộng lớn thứ 20 về diện tích, với diện tích 181.035 km2, và là tiểu bang đông dân thứ 28 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Dân số của tiểu bang vào năm 2021, 3.990.443 người. Tỷ lệ gia đình nghèo thu nhập thấp 16% dân số của tiểu bang. 13% dân số của tiểu bang nhận trợ cấp tem phiếu thực phẩm food stamp từ chính phủ. Theo thống kê của năm 2021, tiểu bang có 3.944 người vô gia cư. Người da trắng 62.19% dân số của tiểu bang. Người gốc Nam Mỹ Latino 10.13% dân số của tiểu bang. Native American 7.26% dân số của tiểu bang. Người Mỹ da đen 7.14% dân số của tiểu bang. Người châu Á 2.14% dân số của tiểu bang. Người Việt Nam 0.53% dân số của tiểu bang. Thành phố Oklahoma là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tiểu bang. Tulsa là thành phố lớn thứ hai và là trung tâm kinh tế của tiểu bang Oklahoma. Về tổng thể, tiểu bang Oklahoma được xếp thứ 43 trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nền kinh tế được xếp thứ 37 trên 50 tiểu bang. Sự ổn định tài chính được xếp thứ 25 trên 50 tiểu bang. Tiểu bang Oklahoma là một trong những tiểu bang có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, đứng thứ 3 về tốc độ gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Những ngành công nghiệp quan trọng của tiểu bang Oklahoma. Thứ nhất là ngành hàng không. Tulsa là trung tâm sản xuất và bảo trì máy bay của thế giới, trong đó có hãng American Airlines. Thứ hai là ngành công nghệ sinh học. Thứ ba là ngành năng lượng. Tiểu bang Oklahoma là một trong những tiểu bang sản xuất nhiều dầu mỏ, khí đốt, dầu thô. Thứ tư, giao thông vận tải. Thứ năm, dịch vụ kinh doanh. Thứ sáu, điện tử và viễn thông.
Thứ bảy là ngành nông nghiệp. Tiểu bang Oklahoma cung cấp phần lớn thực phẩm cho Hoa Kỳ, bao gồm lúa mì, gia súc, thịt bò, thịt heo và sữa. Thứ tám là ngành y tế. Thứ chín là làm việc cho chính phủ. Nhiều người đã đặt câu hỏi tiểu bang Oklahoma có tốt để định cư. Đối với cư dân của tiểu bang Oklahoma, đây là một nơi lý tưởng để sinh sống. Cuộc sống khá ổn định và tốt đẹp. Chi phí sinh hoạt không đắt đỏ, bao gồm nhà ở, nhu yếu phẩm và hóa đơn điện nước. Thu nhập và chi phí sinh hoạt. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình $54,500 một năm, tăng giảm tùy theo ngành nghề. Thu nhập trung bình của một cá nhân $29,500 một năm cũng sẽ tăng giảm tùy theo ngành nghề. Giá trung bình của một căn nhà từ $180,000 sẽ tăng giảm tùy theo khu vực nhà lớn nhỏ cũ mới. Chi phí thuê căn hộ một phòng ngủ trung bình $875 một tháng sẽ tăng hay giảm tùy theo khu vực. Chi phí tiện ích bao gồm điện, ga, nước, rác, internet trung bình $268 một tháng sẽ tăng giảm tùy theo mùa. Thuế của tiểu bang Oklahoma. Thuế bất động sản trung bình từ 0.90%. Có thể thay đổi hàng năm và có thể tăng giảm tùy theo khu vực. Thuế thu nhập từ 3% đến 5% tùy theo thu nhập. Thuế bán hàng hay còn gọi là thuế tiêu thụ, trung bình từ 4.5% đến 11.5% tùy theo khu vực. Y tế chăm sóc sức khỏe được xếp thứ 48 trên 50 tiểu bang. Y tế cộng đồng được xếp thứ 44 trên 50 tiểu bang. Chất lượng y tế được xếp thứ 45 trên 50 tiểu bang. 20.5% cư dân của tiểu bang không có bảo hiểm y tế. 36.8% cư dân của tiểu bang béo phì. Về giáo dục, tiểu bang Oklahoma được xếp thứ 42 trên 50 tiểu bang. 81.8% cư dân của tiểu bang tốt nghiệp trung học. 34.1% cư dân có trình độ đại học. Tỷ lệ có trình độ cử nhân cao nhất là người châu Á, 42.97% cư dân châu Á. Giáo dục từ nhà trẻ mẫu giáo đến lớp 12 được xếp thứ 44 trên 50 tiểu bang. Giáo dục đại học được xếp thứ 28 trên 50 tiểu bang. Về cơ hội được xếp thứ 26 trên 50 tiểu bang. Trong đó bao gồm khả năng chi trả chi phí sinh hoạt được xếp thứ 2 trên 50 tiểu bang. Sự bình đẳng được xếp thứ 41 trên 50 tiểu bang. Cơ sở hạ tầng được xếp thứ 21 trên 50 tiểu bang. Cơ sở hạ tầng bao gồm năng lượng được xếp thứ 10 trên 50. Internet được xếp thứ 35 trên 50 tiểu bang. Giao thông được xếp thứ 16 trên 50 tiểu bang. Về an toàn công cộng được xếp thứ 43 trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Môi trường tự nhiên được xếp thứ 34 trên 50 tiểu bang. Môi trường tự nhiên bao gồm sự ô nhiễm được xếp thứ 22 trên 50 tiểu bang. Chất lượng không khí và nước được xếp thứ 45 trên 50 tiểu bang. Những ngày không khí không tốt ở tiểu bang Oklahoma là 97 ngày trong một năm. Về tội phạm và khắc phục được xếp thứ 43 trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Tội phạm bạo lực, 432 vụ án xảy ra trên 100.000 cư dân.
tội phạm bị giam giữ 639 người trên 100.000 cư dân. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.